tra, vụ xe con chở thuốc lá lậu tông liên tiếp vào xe cảnh sát giao thông tìm đường tháo chạy. Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 13 tháng 1, tổ công tác gồm cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông đội Nam Sài Gòn thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt BC08 công an thành phố Hồ Chí Minh đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Linh thì phát hiện hai xe con có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, hai tài xế này không chấp hành mà bỏ chạy. Lực lượng cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng đuổi theo. Sau đó, lực lượng chức năng đã truy đuổi và phối hợp cùng công an phường Tân Phong, quận 7 triển khai các biện pháp chốt chặn bằng xe ô tô và mô tô chuyên dụng tại giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ. Lực lượng cảnh sát cũng nhờ hỗ trợ từ tài xế xe tải để chặn đường. Lúc này, xe ô tô 51H00919 do tài xế Nguyễn Hoàng Giao, 26 tuổi, ngụ Cà Mau điều khiển, sau nhiều lần chống đối đã tông vào xe ô tô chuyên dụng của công an phường Tân Phong. Theo hình ảnh camera ghi lại, thời điểm này, tài xế Giao đã điều khiển ô tô liên tục tông vào xe cảnh sát, rồi lui xe lấy đà tông tiếp để tìm đường tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông đã dùng hai xe mô tô đặc chủng chặn lại. Lúc này, tài xế Giao điều khiển ô tô lao thẳng vào xe hai cảnh sát rồi mới dừng lại và xuống xe chạy bộ tẩu thoát nhưng đã bị cảnh sát đuổi theo khống chế. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô có khoảng 1.800 cây thuốc nhãn hiệu Z không rõ nguồn gốc. Công an quận 7 sau đó có mặt để khám nghiệm hiện trường, đưa 4 người trên 2 xe về trụ sở làm việc. Danh tính những người trên 2 xe gồm Nguyễn Thành Giao, 26 tuổi, ngụ Cà Mau, Phạm Minh Mẫn, 35 tuổi, Trương Thanh Vũ, 36 tuổi và Lê Hoàng Tuấn, 28 tuổi, đều ngụ Long An. Công an quận 7 đang xác minh biển số các xe trên và tiếp tục phối hợp cùng phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra.